nặng lắm ấy, anh nhở vồn lắm nhỉ. Xong lại lật ngược lại tiêm lưng. Ok. Lật cái tiêm cao câu nữa. Tiêm hết 3 con rồi. Tiêm cả cao câu nữa. Đấy. Hôm nay sẽ om xấu cả con luôn nhé mọi người nhé. Om làm sao nó nhừ. Ngon. Ok là đi. Cho ít mắm muối vào đây. Ok. Sau đây là pha chỉ muối. Kho xấu trước. Để lấy cái nước này để om vịt. Má chỉ ở đây nhỉ? Thôi. Mì chính. Mì không mắm nữa. Mì chính. Bạn ơi, mà đừng cho nước mắm. Ba chỉ mì chính. Thôi, không phải nước mắm đâu. Chi dầu nhé. Không, không có nước mắm, không đủ nửa lọ là hỏng hết. Ui, thơm nhỉ anh nhỉ. Rồi. Ok. À, giờ sẽ tiến hành đun sủi cái nước này lên, xong rồi sẽ vớt sấu ra và cho vịt nhé mọi người nhé. Sấu lúc nào thịt nó gần chín ấy. Chín thì mình sẽ cho sấu vào và ninh như vịt đi. Lúc đấy thì nó vừa đỡ chua mà nó lại còn ngon. Nào, mày thả vịt vào đi. Mình sẽ vớt vớt sấu ra nhá. Hoặc là vớt hết không rồi tí nữa kéo ấy đổ. Nó cậy một cái nó đổ đấy. Đấy. Ui da. Mình sẽ vớt hết sấu ra để còn sau. Đấy. Sau sau tiếp tục sau vịt nó nhũn rồi thì mình lại tiếp cho tiếp sấu vào nhá. Nếu mà để nhiều sấu quá là sợ nó sẽ bị ba con để trong này là vừa zin đấy nhở. Ok. Ủa này thiếu anh nhé, hết tầm 5 con. 5 con thì ăn không hết được. Hết ba con này là vừa mồm. Dưa sấu ra thơm thơm anh nhỉ. Lật con vịt cho anh. Ok anh ơi. Chúng ta vào lật nhé. Đấy. Lật cho nó nhũn ui nhũn xương rồi. Ui da. Này. Lật đi. Đấy. Mình
cho nốt cả những cái cổ tiếp vào để cho nó đỡ. Ok, à, khoảng tầm 15 phút nữa sẽ được nha mọi người nhá. À, lại đây các. Tình hình là như rồi nhá mọi người nhá. À không biết là như chưa, nhưng mà mình đoán là như rồi. Tấm này là ngon lắm rồi đấy mọi người ạ. Sao nó lại chuyển màu bức kia? Anh này nhựa xấu anh ạ. Hả? Nhựa xấu. À đưa lên đốt ra. Ui, trâu xương ra luôn. Anh nhỉ. Màu tuy không đẹp lắm nhưng mà ui trời ơi. Giang ơi. Áo, bóng đi. Đấy, đi nha. Bà ẻm đấy. Ui sao nó nhũn nha luôn anh nhỉ. Xoắn thịt lại chắc ngon lắm ấy. Anh để cả nước đi. Nước trắng mà. Ây xa. Được đi. Dù hạnh phúc đã mất, dù trái tim em luôn mong chờ, tình đời luôn như mơ. Úi trời ơi. Còn chưa, ui anh ơi. Cái xương người bên trong này. Đấy, nó tụt lại xuống dưới này. Đúng nè. Đấy, bây giờ sẽ bắt đầu chén này. Chén đi. Tên 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 tên. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức cái món vịt của anh em mình nhá. À, tuy là cái màu sắc nó không được đẹp lắm, xấu, mặc dù anh em mình đã cạo vỏ rồi nhưng mà nhựa xấu nó vẫn ra bám vào cái thịt của con vịt nhá. À, mình sẽ bây giờ mình sẽ sửa ra cho mọi người xem nhá. Mát thế, nước giếng bơm lên mát anh nhỉ. À. Ui à. Ui, ui nóng. Đấy, ăn thế này nó. Mọi người ăn thịt trâu quấn rau cải rồi đã ăn thịt vịt quấn rau cải bao giờ chưa? Ui, quên phải chấm xì dầu mù tạt chứ. Đúng rồi, phải xì dầu anh ạ. Tôi được hôm nay hết mù tạt. Tấm tạm muối tỏi ớt ạ. Không cần chấm. Vừa luôn. Mời tất cả mọi người nha. Không cần chấm. Ăn thịt ớt sống của em mình nha. Không cần chấm. Đây nha. Nó mềm, nó bở quá mọi người ạ. Cho mọi người xem cái đùi nó cực này. Không? Đấy, nó mềm. Mà nó vẫn ngọt nhé. Đấy, nó mềm đến như thế này rồi. À, vịt om xấu đa số là mềm đến mức đấy. Như thế này là ổn rồi nhá mọi người nhá. Quá là ổn áp rồi nhá. Mời mọi người nhá. Em xem cái đùi. Vừa luôn muối. Nãy Mao Lệ bơm vào người nó khá là nhiều protein mặn. Nên là protein mặn. Ăn uống trời nắng nóng như thế này ấy, mà ngồi ăn uống ở dưới bể bơi này phê lắm. Trời. Nhấc cả kéo, cầm cái kéo được nó ra luôn là đấy. Nào, vô. Ngon chưa? Dô. Ngọt quá. Đấy. Vịt om sấu nó phải như thế này nhá. Tức là độ chua không bị chua quá, may mà mình vớt là vớt xấu ra nhiều, chứ còn không á chắc chắn là nó chua lòm luôn. Nhưng mà để làm được món ngon ấy, thì không nên gọi là lợi dụng, không nên dùng nhiều quá, cứ siêu to khổng lồ mà cứ dùng nhiều là hỏng hết. Mấy cả con vịt này nó béo béo ăn nó mới ngon mọi người. Thế này nó mới hợp mọi người ạ. Con vịt nó gầy quá. Con cháu không ăn chua đâu. Quá tuyệt vời luôn. Cũng mềm mà ngọt anh ạ. Với cái trời nắng này ạ. Chả nói. Mặn. Anh ơi, làm một cái khấu đi đâu. Đấy. Đấy, anh cắt cho em cái. Quanh mông nó luôn. Quanh mông luôn nhá. Quanh mông luôn. Đấy, hay là để ăn lấy cái kéo. Quanh mông tròn mông luôn mọi người. Ta lấy cái kéo nhá. Đấy. Đấy, cả cái khấu này đi. Vâng. Cắn đến này nó mới ngậy mọi người ạ. Mình vẫn không hiểu sao là tại sao nó vẫn cứ đen đen như thế này, nhưng mà nhựa xấu. Mình nghĩ là do nhựa xấu thật. Vì mình ui trời ơi. Mình
om xấu cũng khá là nhiều rồi. Nó hay bị thâm thâm như này. Mời tất cả mọi người nha. Chắc là tại cho cái nhiều. Cái này mình lại vậy ạ. Mình cũng làm cái đít cả. Đít ăn ngon. Mắm mắm mắm. Mắm câu này ăn ngon lắm. Ngon rồi. Quá tuyệt vời luôn. Chân nó nhũn này. Chân nó nhũn đến này ăn ngon cực nha. Mút bát ăn. Nó vừa chua nó vừa dai dai. Thế nào mình sẽ làm một cái món chân vịt on thấu. À không. Chân vịt. Chân vịt đen. Đấy là món chân vịt đen không? Chân vịt hơi lạc xương. Chân ngạn ấy. Ngan vịt nó nhỏng. Tuyệt vời luôn. Còn cái này. Nếu mà anh em mình là băm ra thì là nó không bị thâm như này đâu. À không phải. Mình nghĩ là do xấu mình đổ vào lúc đầu nhiều quá. Nếu mà cho một ít ấy, thì nó mình bóp nhũn ra ấy, thì nó không bị thâm được. Chắc là do nhựa. À đúng rồi. Xấu vừa mới chảy xong. Thế là ngấm nhựa. Nó mới bị thâm thâm này. Nhưng mà thâm thì ngon. Anh ơi, cứ cái vùng nào mà sát đít nó thì ăn cứ phải gọi là hết giờ anh ạ. Nó mềm mút à. Không phải nói đâu. Mình rất thích những cái món om riềng, om xấu cũng kiểu. Mềm mút luôn. Ngọt ngọt. Ngọt lắm. Không biết là mọi người có thích cái món om xấu không? Mình còn có món là gà om xấu này. Chắc chưa ai ăn thử. Anh ơi, hôm nay anh em mình phải làm món gà trọi om xấu. Đúng không? Biến kê om xấu. Ui. Đúng rồi. Gà lông hai đánh nhau nhiều trận rồi nó dai hiểu không? Nó dai mà mình xào xả ớt nhiều rồi. Ngon. Om xấu ấy nó mềm mà nó giòn. Ui mà nó chua. Này, ok đấy, bắt tay. Không. Tay gái. Tay đang bẩn. Bắt không tay. Không ăn mày. Được, ok. Ok đấy, con tỉnh được một nhá. Quân. 10 triệu một con. Có cái cứt. Ừ. Bà mấy thịt. Là chiến. Này. Thế đây hôm nay mình tình tình. Để không bác được tình kế ăn trộm của em đâu. Thôi không ăn trộm nữa. Mà hôm nào mình bây giờ thời đại 2021 thì 4.0 ai đi ăn trộm nữa. Mà cứ đi theo nó đi đánh gà kiểu gì chả thua. À, kiểu gì chả có trận thua. Thua chả thịt. Thua rồi ăn gì? Thua chả thịt gì ăn gì? Ngày em bất tử. Bất bại. Bất trước khi nó thua thì thịt nó đi. Đừng nào nó chả thua. Không. Đúng không? Không. Thịt nó ăn ngon hơn là lúc thua. Thì bây giờ cứ thịt nó trước đi đã. Đó, tính thế hôm sau đây nó có món gà trọi om xấu nha mọi người nhá. Mình hứa danh dự với mọi người sẽ có món gà trọi om xấu. Không. Mình là người quyết định. Trong mọi cuộc chơi mình là người quyết định. Gà trọi om xấu sẽ ngon đấy. Mình thích ăn củ cải ngọt. Em này. Tuy là hơi thương khấu đi. Ngọt. Tôi hơi thâm nhưng mà từ cái bụng nó xuống mà nhỉ. Anh nhìn đứng này nhé, không phải ngá. Mình kìa, đấy, ở trong nó đen hết nhỉ, đen như kiểu bùn đấy, nhưng mà rất là ngon. Quên. Nước canh này mà chan cơm thì hết giờ nước canh chấu này. Quên hút cái kia mà hút. Cái nước canh á, nó vào chan được cơm ăn phải à? Quên sâu. Tuyệt vời luôn. Ui dồi. Không cần muối này. Vừa rồi. Mà dùng cái kim tiêm bơm vào con vịt này nó ngấm đều gia vị hết. Đấy, lần sau anh em mình ướp mình sẽ cứ dùng kim tiêm nhỉ. Thế mà sao mình không nghĩ ra?
quá đẳng cấp nhỉ. Tiêm vào cái là nó lan ra toàn cơ thể, giống như các bác sĩ tiêm cho mình. Làm cảnh nữa anh chẳng được bay. Tuyệt vời. Đây này, đây đây đây. Đây. Thôi, em đang ăn cảnh. Ngấy à? Ngấy. Ăn được mỗi cái phao câu thôi à? Cảnh nó ngấn gia vị ngon đấy. Bỏng. Này, chua ngon thật.